Chào chị Hằng My ạ. Thời tiết dịp cuối tuần có thuận lợi cho những kế hoạch vui chơi du lịch của mọi người hay không? Dạ vâng, chào ngày mới anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Hôm nay Nam Bộ sẽ tiếp tục nắng mạnh và nóng đấy ạ. Nắng sẽ kéo dài 8 tiếng trong ngày. Những nơi nóng nhất ở miền Tây là Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc với nền nhiệt từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Đông bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một và Biên Hòa với mức nhiệt 36 độ. Riêng Đồng Phú lên đến 37 độ. Quý vị nên sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như là các hoạt động vui chơi ngoài trời sao cho phù hợp để bảo vệ cho sức khỏe nha. Cũng vào hôm nay, tại công viên Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra tuần du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức. Tại đây thì những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu của các tỉnh Tây Bắc sẽ được giới thiệu và quảng bá. Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 4 và sẽ mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị đến cho du khách. Dự báo thời tiết ở tại Cần Thơ trong hôm nay và 3 ngày tới diễn ra tuần du lịch văn hóa Tây Bắc, trời đều nắng nhiều và không có mưa. Cảm giác khá nóng trong khoảng vài tiếng giữa trưa chiều khi nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là từ 34 đến 35 độ. Phải đến chiều tối thì nắng mới dịu đi, nhiệt độ giảm nhanh. Buổi tối sẽ khá là thoáng đãng, mát mẻ và thích hợp cho các hoạt động vui chơi. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Thành phố đảo Phú Quốc hôm nay thì cũng nắng nhiều nhưng mà bầu không khí lại tương đối dễ chịu khi mà nhiệt độ không quá là 32 độ. Thích hợp cho các kế hoạch du lịch biển đảo của quý vị. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du và cả Hòn Khoai, trời nắng đẹp, gió nhẹ, biển êm. Còn vùng biển ở khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo thì cũng có thời tiết ổn định, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây cấp 3, cấp 4.